đây là bồn cầu ngồi xổm, cái nên được trang bị ở những cái nơi công cộng, quán xá, nhà máy hay là bến xe, bến tàu gì đó. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách xả nước. Đó, các bạn thấy cái cần gạt này không, hệ thống này không? Nó được gắn trực tiếp vào hệ thống nước của tòa nhà. Yeah. Thì sau khi mà đi xong, các bạn lấy cái chân, các bạn đạp lên và nước nó sẽ xả xuống. Các bạn có thể đợi cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy sạch thì các bạn bỏ chân ra. Thì cái cần này nó sẽ tự động nó trả về vị trí ban đầu. Đó, tức là nó sẽ khép trước vậy thôi. Đó, rất là sạch sẽ, chúng ta không cần phải đụng tay vào. Và cái này nó được thiết kế dành cho xài nơi công cộng, cho đó các bạn cứ đạp chân thoải mái, không sợ nó hư. Đừng đụng tay vào cho nó sạch sẽ. Rồi, cảm ơn các bạn.